đang theo dõi đài truyền hình SVTN của Hùng Hoa Thịnh Đốn. Hôm nay là ngày 16 tháng 8 năm 2014, thì Dương có mặt ở đây là hội chợ Việt Fest, mỗi năm được tổ chức một lần. Năm nay là đã năm thứ ba rồi, thì chương trình chủ đề của hôm nay là Past, Present and Future. Thì Dương cảm thấy ở đây có rất là nhiều gian hàng từ ẩm thực cho tới văn hóa và còn những về medical nữa. Thì Dương cảm thấy đây là một hội chợ rất ý nghĩa dành cho người Việt của chúng ta tại đây. Xin chào chúng ta, thì chúng ta có thể cho Thùy Dương biết là vai trò của chúng ta có mặt ngày hôm nay và chúng ta cảm thấy Vietfest của mình năm nay như thế nào ạ? Dạ kính chào khán quý giả của SBTN. Đây là lần đầu tiên Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt, anh chị em chúng tôi có tới đây dự lễ với thế hệ sau. Ý nghĩa của ngày hôm nay là Past, Present and Future, quá khứ, hiện tại và tương lai. Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt cũng suy nghĩ là tương lai là thế hệ sau, thì anh chị em của hội tới đây để mà giúp đỡ. Hiện giờ mình đang ở dưới gian hàng của VYEA, cũng là trường Việt ngữ. Cô Trinh cảm thấy như thế nào về Vietfest của mình năm nay và tại sao trường Việt ngữ của chúng ta ở đây? Cô nghĩ Vietfest có thể mang hết tất cả những người đồng hương đến với nhau, dù họ không có sinh hoạt gì trong cộng đồng Việt Nam, nhưng chỉ là Vietfest là một hội chợ thì ai cũng có thể đến được. Thì như vậy sẽ gom góp tất cả mọi người đến. Và trường lớp hè tiếng Việt của Hội Giáo dục Vùng Hoa Thịnh Đốn hôm nay có mặt ở đây, thứ nhất là để quảng bá trường, mà quan trọng hơn hết là cũng muốn góp phần nào đó để chung vui với hội chợ Việt Fest. Thùy Dương từ London, Virginia.